trợ lực cho Tô Lâm, thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông Ba Dũng? Việc ông Đinh Thế Huynh, đồ đệ một thời của Nguyễn Phú Trọng, người có tin đồn bị ông Trọng giam lỏng, xuất hiện trở lại bất ngờ trước công chúng khiến cho nhiều người bàn tán sôi nổi. Dưới thời ông Tô Lâm, có lẽ những người từng bị ông Trọng giam cầm sẽ lần lượt được trả lại tự do. Có người đoán rằng sắp tới Tô Lâm sẽ nới án cho ông Đinh La Thăng, một đệ tử thân cận của ông Nguyễn Tấn Dũng, thời ông Dũng còn làm thủ tướng. Sự xuất hiện của ông Đinh Thế Huynh và ông Nguyễn Tấn Dũng là chỉ dấu cho thấy thời đại Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc. Nay là thời đại của Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm công khai mối quan hệ với ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho thấy ông Ba Dũng đang thuận lợi trên rất nhiều phương diện, đặc biệt là việc cơ cấu cho Nguyễn Thành Nghị. Ông Ba Dũng được xem là người vận động hậu trường để kéo đàn em phe miền Nam dưới trướng của Tô Lâm. Còn ở miền Bắc, rất có thể công việc này được giao cho ông Đinh Thế Huynh. Như vậy, ông Huynh và ông Dũng, kẻ Bắc người Nam, cùng tìm kiếm thêm nhiều đồng minh nữa trong Tô Lâm. Bởi hiện nay nhóm Hưng Yên vẫn còn rất mỏng, khó có thể cân bằng với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ riêng với số lượng. Việc ông Đinh Thế Huynh hỗ trợ Tô Lâm nếu có thì có lẽ chỉ là mối quan hệ một chiều, bởi chỉ có ông Huynh giúp đỡ ông Tô Lâm, chứ không rõ ông Tô Lâm có thể giúp gì được ông Đinh Thế Huynh. Còn đối với ông Dũng thì lại khác, ông Ba Dũng giúp đỡ Tô Lâm là trao đổi hai chiều. Ông Ba Dũng muốn được Tô Lâm, thế lực mạnh nhất hiện nay, nâng đỡ cho con trai Nguyễn Thành Nghị, giúp ông Nghị nhanh chóng vào bộ chính trị. Việc ông Ba Dũng chọn giúp đỡ ông Tô Lâm vào lúc này cho thấy điều này mang lại nhiều lợi thế lớn trước mắt cho Nguyễn Thành Nghị, còn về lâu dài vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Ông Tô Lâm thì đang vấp phải sự chống đối không nhỏ trong Trung ương Đảng, đặc biệt là phần không thuộc phe Hưng Yên trong Bộ Chính trị. Kỳ họp bất thường mới nhất đã khiến ông Tô Lâm bị chậm kế hoạch đưa đàn em vào Bộ Chính trị, đủ thấy rằng phần còn lại trong Bộ Chính trị có sức mạnh đáng kể đang chống lại ông. Ông Tô Lâm sẽ phải rất vất vả để mà đối phó với trăm phương ngàn kế của họ. Trước hội nghị Trung ương bất thường lần thứ 8 diễn ra, đã có thông tin dò rỉ cho biết Nguyễn Thành Nghị là nhân vật được đề cử vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, kỳ họp trên không diễn ra như ý muốn của Tô Lâm, nên ông Nghị đành phải chờ dịp khác. Ông Nguyễn Tấn Dũng được nhiều người đánh giá là có tài ngoại giao trong việc kéo bè kết cánh các phe phái chính trị. Ông Dũng cũng được xem là người có nhãn quan chính trị khá tốt. Với những mối quan hệ mà ông đã gây dựng từ khi còn trên đỉnh cao quyền lực, cộng với kinh nghiệm hơn người, ông Dũng đã dìu dắt cậu con trai vượt qua rất nhiều dòng bão. Giờ đây, dường như ông đã đưa Nghị ra khỏi vùng tầm bão sau khi ông Trọng nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, ông Dũng vẫn cần rất cẩn thận, bởi Tô Lâm là người gây thủ chuộc án với rất nhiều đồng chí trong đảng, đặc biệt là các cán bộ cấp cao. Ông Tô Lâm mạnh lên bao nhiêu thì kẻ thù của ông cũng đồng lên bấy nhiêu. Như vậy, việc ông Ba Dũng hỗ trợ trong Tô Lâm để đổi lấy sự bảo trợ về mặt chính trị cho Nguyễn Thành Nghị, nhìn bên ngoài là cơ hội lớn, nhưng bên trong cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Ông Nghị là một người chưa trưởng thành trên con đường chính trị, vẫn phải nhờ vào ông Ba Dũng để mà dẫn dắt, để xây dựng sức mạnh chính trị cho mình. Với thực trạng kẻ thù ngày một nhiều thì ắt hẳn, ông Tô Lâm sẽ phải hứng nhiều dung bão chính trường trong thời gian tới. Và liệu ông Nguyễn Thành Nghị có đủ sức để chịu đựng những trận bão cùng với Tô Lâm hay không? Bởi đôi khi cơn bão nhắm vào Tô Lâm nhưng lại thổi bay những kẻ xung quanh nó. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin trợ lực cho Tô Lâm, thời cơ hay canh bạc mạo hiểm của ông Ba Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Lê Đức Thọ, 28 năm tù với tài khoản ngàn tỷ mua án không khó. Vào ngày 29 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với 15 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại công ty Xuyên Việt UE và các cơ quan liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 3 năm tù, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận
28 năm tù. Bản án 28 năm tù là rất nặng, tuy nhiên theo đánh giá của một số nhà quan sát thì tội của ông Thọ phải chịu án nặng hơn rất nhiều. Nhưng cựu bí thư tỉnh Bến Tre vốn là hạt giống đỏ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Trong bản kết luận vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Rõ ràng số tiền cụ thể trong tài khoản của ông Lê Đức Thọ đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương giấu nhẹm, không cho dân biết. Tuy nhiên, thông tin dò rỉ xác nhận tài khoản ngân hàng của ông Thọ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Khoản tiền này có thể giúp Lê Đức Thọ mua án sau khi đã tuyên án. Trong chế độ này, các cơ quan tố tụng không hoạt động độc lập như các nước dân chủ, mà có sự cấu kết lẫn nhau, cũng như cấu kết với các quan chức hành pháp. Sự phân quyền là phát minh vĩ đại của xã hội văn minh, nhờ đó các cơ quan, công quyền có chức năng giám sát, kiểm soát lẫn nhau. Cũng từ đó mới có các bộ máy nhà nước tương đối sạch sẽ. Đối với một nhà nước, sự phân chia ba nhánh quyền lực khiến quốc gia tiến bộ không ngừng. Chỉ riêng lĩnh vực tố tụng, ba cơ quan bao gồm cơ quan điều tra tức cơ quan công an, cơ quan công tố tức viện kiểm sát và cơ quan xét xử tức tòa án cũng làm việc độc lập với nhau. Nhưng ở Việt Nam, cả ba cơ quan trên đều phải theo lệnh của Đảng. Họ không hề độc lập với nhau mà là anh em một nhà, nghe theo sự sai khiến của cha mẹ chung, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ chỗ ba cơ quan tố tụng cùng một ruột nên việc thông đồng với nhau để mua bán công lý là điều tất yếu. Trong những phiên tòa chế độ này, việc xét xử công khai chỉ là hình thức, thực chất bản án đã được quyết định theo kết quả chạy án. Giá cả chạy án thì phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố, ví dụ mức độ giàu nghèo của bị án, mối quan hệ giữa các bên v.v. Nếu nạn nhân nhiều tiền, các quan chức tố tụng sẵn sàng tăng án để mà nâng giá. Có lẽ bản án 28 năm của Lê Đức Thọ là cái giá mà các quan tòa đặt ra cho ông. Đây mới chỉ là phiên sơ thẩm. Tại đây, bên án ra giá, đến phiên phúc thẩm mới chốt giá với bản án thấp hơn. Còn nếu ông Thọ tiết tiền, có thể bản án sẽ như vậy. Ngoài phiên phúc thẩm, Lê Đức Thọ còn có cơ hội xin Chủ tịch nước ân xá. Chạy ân xá cũng là một thị trường béo bở, cho phép cai ngục của ông Tô Lâm kiếm rất nhiều tiền. Với tài sản hàng nghìn tỷ đồng, ông Thọ có rất nhiều cơ hội để mà giảm án. Thông thường các quan tham nhũng ở tù không đến 1/3 thời hạn bản án. Quan chức ăn tạp như Lê Đức Thọ thì rất nhiều, nhưng người bị đi tù thì rất ít. Vài chục ông quan tham bị bắt so với hàng vạn ông ăn bạo lớn nhỏ, từ cấp trung ương tới địa phương, ngày ngày làm tiền của người dân thì ngàn tỷ cũng là con số rất nhỏ. Nói chung, tham ăn, đục khoét trong chế độ này là chuyện bình thường, còn bị bắt thì mới là chuyện hiếm hoi. Như Lê Đức Thọ, với tài sản hàng nghìn tỷ đồng thì trong một chục năm cũng còn lời. Nếu làm việc chân chính mỗi năm, ông làm sao có thể kiếm được 1 tỷ đồng. Vì vậy, dù có ở tù hàng chục năm thì vẫn quá lời cho ông và dòng họ của ông. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Lê Đức Thọ 28 năm tù với tài khoản ngàn tỷ mua án không hề khó. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.